Xin chào mừng toàn thể bà con đã quay trở lại kênh của Nông Cơ Thành Đình ạ. Địa chỉ cửa hàng xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Bất là cần mua và đặt hàng thì liên hệ trực tiếp đến hai số điện thoại 0388 039 136 hoặc 0973 164 668 nha các bác. Và hôm nay thì tranh thủ lên cho các bác một lô máy gạch đường nước cho ruộng nha. Vâng, máy hôm nay thì đa phần những tản hàng hệ đến từ những thương hiệu như Maruyama, Mitsubishi, Kawasaki, Robin, Chokyuwit. Vâng, toàn những mặt hàng hệ, hàng cao cấp như các bác. Ngay ở cái phân khúc cỡ vừa, cỡ nhỏ cũng có, cỡ lớn, đa phần gạch nước nó làm ở cỡ lớn như các bác. Và hình thức mua bán thì những cái gạch nước này nó hơi cồng kềnh một chút, phí ship nó hơi cao. Nên các bác vui lòng cọc trước 100 ngàn nha, cọc trước 100 ngàn thì em mới ship hàng ạ. Với những mặt hàng nhỏ, ví dụ các bác chốt đầu không chẳng hạn thì các bác không cần phải cọc. Hoặc là bên cửa hàng Nông Cơ Thành Định có bán những máy phát cỏ ấy ạ, đó cũng không phải cọc. Những cái này thì nói thật với các bác là phí ship hơi cao, nên là trước khi đặt hàng vui lòng cọc trước 100.000 nha các bác. Vâng, trước khi review từng con một ấy ạ, em sẽ nói sơ sơ về cái nguyên lý hoạt động, cái hoạt động của nó nha. Vâng, đây là một con chuyên rạch đường nước ruộng cho ở khu vực đồng bằng ấy ạ. Đa phần em bán ở mặt hàng này về khu vực miền Tây và một số bác ở một số tỉnh ở khu vực phía Bắc như Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình ạ. Các bác cũng đã nhiều rồi. Vâng, với những cái con rạch nước này thì ở bên Việt Nam mình thì hiện tại nói chung là nó gọi là mới làm cách đây tầm khoảng 2 đến 3 năm thôi ạ. Đó, cách đây 4 năm trước thì nó cũng có gó rồi nhưng mà lác đác không đáng kể. Còn bên Nhật thì nó cực kỳ lâu rồi nha. Vâng, có những con mà nó cách đây tầm khoảng 40 năm cũng có ạ. Và hiện tại vẫn sản xuất như con Maruyama này, đời cao này. Đó, hiện tại vẫn đang sản xuất, những mặt hàng này vẫn đang sản xuất như các bác. Và cấu tạo của nó nha, thì nó đi một con máy này, đa phần là đầu máy của máy phát cỏ và nó đi với một cái bộ nhông V-size, nhông giảm tốc ạ. Đó, để các bác rạch một cái đường nước cho ruộng để cái nước ruộng nó được điều hòa hơn. Còn khu vực Tây Nguyên ấy ạ, thì người ta làm được nhiều việc lắm ạ. Đó, ví dụ em bán ở khu vực này này, đó, người ta có thể tháo hai cái này ra, người ta vứt cái rạch này đi, người ta có thể chế tạo một cái lưỡi cày vào đây. Đó, người ta để cày một cái luống gì đó để người ta bỏ ngô, bỏ lạc gì đó. Tóm lại em cũng không phải chuyên về cái dòng đó, em chỉ biết là người ta nói vậy thôi. Một số bác khéo tay hơn nữa thì các bác có thể độ hai cái để vun luống ngô, luống lạc ấy ạ. Đó, vun vào nha. Còn một số bác ấy ạ cũng mua em bộ nhông này này. Đó, cái bộ nhông V-size này về các bác làm xây dựng, nói chung là các bác độ chế hay là cái gì đó, em không biết các bác độ chế cái gì. Các bác, em chỉ biết là các bác mua về để độ chế, về xây dựng. Đó, nói chung là nó có cái bộ nhông này, nó làm được rất rất nhiều việc về Việt Tây, Việt Nam, về rất nhiều việc nha. Và em khẳng định với các bác là những con dòng máy này để mà làm đúng cái chất lượng, đúng cái nghề nghiệp của nó là tạo rạch đường nước cho ruộng ấy ạ, thì nó dư công suất luôn nha các bác. Đó, các bác cứ nghĩ là yếu, trừ khi các bác nào ấy muốn độ lên mà ngồi ạ, đó thì nó phải công suất lớn hơn một chút. Và em nhìn thấy rồi, cũng có rất nhiều người độ và đã gửi hình ảnh cho em. Người ta nói là vẫn phải thả chân xuống nha các bác, chứ không phải là ngồi tuột lên nếu mà lái như kiểu con máy cày đâu ạ. Đó, các bác vẫn phải thả chân xuống, chứ một con động cơ máy phát cỏ bảo ngồi xong bắt đầu cái ruộng nó thụt chứ không thể ngồi được đâu. Đó, gần như 100% bên Nhật về này, đó là cái dòng máy là các bác phải đi nha. Còn nếu mà để mà ngồi thì các bác phải độ chế, không có sẵn đâu ạ. Vâng, và nô máy hôm nay thì như đầu video nó nói ạ, rất nhiều hàng hệ nha các bác. Và những con bình xăng dưới thì nó sử dụng khác bình xăng trên một chút nha. Bắt đầu khởi động đi ạ. Những con bình xăng dưới thì các bác phải bơm xăng, rồi gạt cái này lên, giật nổ. Nổ rồi thả le xuống, ga lên một chút. Vẫn còn những con bình xăng chảy ạ, thì bắt đầu khởi động buổi sáng ra, các bác không cần phải bơm xăng, không cần phải đóng le, có phải đóng le, không phải bơm xăng, xăng nó tự chảy nha. Bắt đầu khởi động các bác chỉ cần nhấc lên thôi, nhấc le lên. Đó, nhấc le lên, giật nổ, nổ rồi thả le xuống. Còn đây là cái khóa xăng này, khi nào chứ không sử dụng những con bình xăng trên này nó cũng có cái khóa xăng này. Đó là các bác khóa lại nha, tránh cái trường hợp là nó xăng tự trào như các bác. Vâng, đó là lúc sáng ra hết xăng hoặc nông này không sử dụng thì mình làm đúng thao tác như vậy. Còn khi mà nó nổ ạ, các bác cần nhẹ cái nó nổ thôi ạ.
Vâng, và cái tốc độ đi của nó thì ngang ngửa đấy là một người đi bộ thôi nha các bác. Vâng, một số bác có số ít thôi đòi phải chạy nhanh như ngựa ấy ạ. Không có đâu, đó nó chạy nó là bằng người đi bộ thôi. Tại vì người kỹ sư người ta thiết kế rồi, chỉ đi tầm đó thôi. Thứ nhất là đi tầm đó thì nó sẽ khỏe, thứ hai nữa ạ, người còn theo được nữa. Còn các bác chạy chạy thì các bác chạy theo nó được 5 phút không ạ. Đó, nên là các bác lưu ý nha. Và cái bánh này cũng vậy này, nó có độ hơi có độ nhơ nhơ nhất định nha, hầu như con nào nó cũng có độ nhơ nhất định một xị xị này, lắc 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 một tí này. Lý do tại sao ạ? Không phải là người ta không thiết kế chắc chắn, mà đây là người ta thiết kế ví dụ là chạy dưới bùn đất ấy ạ. Đó, nó sẽ bám đất bùn vào, người ta sẽ không thiết kế bằng đạn. Đó, nó chỉ có cái cốt này thôi này. Đó, nó ăn trực tiếp vào với cái bánh này. Đó, nên là nó phải có độ dung sai, độ nhơ nhất định nha các bác. Đó, cũng có một số bác về bảo ơ định ơi sao nó nhơ về có làm được không ạ? Con nào nó cũng vậy hết nha các bác. Đó, nó có độ nhơ nhất định ấy ạ. Vâng, và nô chữ L khi các bác chốt đơn nhá. Các bác nhớ cái mã của nó. Hầu như bữa nay này em cũng lên liên tục đấy ạ. Tuần ít nhất thì em phải lên 2 video rạch nước này nha các bác. Và khi các bác thích một con đời cao Maruyama, phần khúc nếu mà để ở rạch nước nó là cần phần khúc cỡ nhỏ đấy ạ. Đó, đời cao nhá. Đó, khi đây là con N1 1.900.000 đồng. Các bác kết bạn qua hai số điện thoại Zalo cho một tin nhắn chốt N1 rạch nước. Đó, lúc đó em sẽ gửi hình ảnh cho các bác xem một lần nữa. Rồi chắc chắn chốt thì các bác cọc 100.000. Rồi ghi địa chỉ số điện thoại người nhận, thế là xong nha. Hình thức rất đơn giản. Và giới thiệu cho các bác một con đến từ thương hiệu Maruyama đời cao. Những cái thương hiệu này hiện tại bây giờ vẫn đang sản xuất nha các bác. Nó là một con đời cao. MKF265 26cc lòng 34 ly. Vâng, với phiên bản này thì nó lên nguyên bản hết cho các bác. Sử dụng bộ trục giật có trợ lực. Và đặc biệt hơn nữa nó đang sử dụng chế ga ngang, chế hai kim chỉnh nha. Đây kim chỉnh gió này, đây kim chỉnh xăng này, tum rời bố côn 260. Vâng, với những cái thương hiệu này các bác thích chốt rạch thì chốt rạch, em bán rạch nha. Các bác chốt đầu máy em bán đầu máy. Nói tóm lại là các bác mua cái gì em bán cái đấy. Thì các bác mua mỗi bộ nhông không em vẫn cứ bán nha. Bán hết, cái gì cũng bán hết, nẻ hết nha các bác. Vâng, N1 ngày hôm nay giá 1.900.000 đồng. Và các bác lưu ý tất cả những cái mặt hàng này giá em báo là đã bao ship cho các bác rồi nha. Đó, tại vì cái ship rất cồng kênh. Bây giờ một cái phí ship một con rạch nước này, giá bao ship của nó phải tầm 200.000 đấy các bác ạ. Vâng, N1 1.900.000 đồng. Vâng, nhìn hơn tí nữa các bác thấy thương hiệu Mitsubishi. Hôm nay có hai con Mitsubishi đẹp xuất sắc cho các bác đây này. Mitsubishi có tên riêng là T170. Vâng, với những dòng Mitsubishi này thì nó là lòng 36 ly, đặt phân khúc tầm 34cc nha các bác. Và hai con này đang sử dụng bố tum lớn bố côn 330. Còn N2, N3 cũng vậy ạ. Bố tum lớn bố côn 330. Vâng, với những cái dòng này nó là T170 đời thuận đấy ạ. Đó, nên là các bác những cái đời này thì các bác có thể mua một con máy về các bác phát cỏ này. Đó, gắn xịt thuốc hay là vấn đề gì đó ạ. Nó là tum thông dụng nhá. Kể cả con số 1 thì cũng vậy nha các bác. Nó cũng là tum thông dụng 260, 330. Tum quả L2, L3 là 330 nha các bác. Và với thương hiệu này sẽ bán giá 2.100.000 đồng. Mitsubishi T170. Vâng, N2 giá 2.100.000 đồng ạ. N3 cũng vậy như các bác. Hai con đẹp như nhau, xuất sắc như nhau. Và các bác thích mua đầu không, em bán đầu không. Thích mua rạch. Rạch thì giá nó dao động tầm 600.000 như các bác. Bao ship cho các bác rồi. 600.000 mà bao ship thì các bác cứ tưởng tượng này ạ. Nó đắt hơn giá chai chai tí thôi ạ. Thôi, giật nổ con N3 này đi. Vâng, N2 và L3 đều đến từ thương hiệu Mitsubishi. Có tên riêng là T170 34cc lòng 36 ly. Đều có giá là 2.100.000 đồng nha các bác. Vâng, các bác thích những con vừa túi tiền mà sử dụng tum thông dụng nha, bố côn 330, thì các bác chọn N4 và L5 ngày hôm nay nha. Vâng, N4 một con đến từ thương hiệu Kawasaki T
TD33 nha, 33cc lòng 37 ly. Vâng, tình trạng của nó thì cũng đi nguyên bản hết cho các bác, Kawasaki TD33. Vâng, với những cái thương hiệu này thì nó sử dụng tum 330, bộ côn 330, tum lớn, côn lớn. Vâng, với những tum của cả những thương hiệu như Kawasaki này, đó vừa với lại Mitsubishi T170. Đó, với những dòng này thì các bác có thể ví dụ ở nhà có cần máy phát cỏ hay là cái gì đó, hay là các bác có thể mua thêm bộ phát cỏ ấy ạ. Đó thì các bác có thể gắn vừa được nha, nó rất thông dụng. Nó vừa cả cần với máy Trung Quốc đây. Đó, GX35 Mitsubishi Maru vừa nhau hết nha các bác. Vâng, N4 giá 1.600.000 đồng cho thương hiệu Kawasaki TD33 33cc lòng 37 ly ạ. Con này nó hơi cũ cũ tí, bán cho bác 1.500.000 thôi nha, ghi 1.600.000 đây. Rồi giảm giá cho các bác chỉ có 1.500.000 L4 ngày hôm nay. Vâng, một con máy lớn mà chỉ có 1.500.000 bao ship về đến tận vườn cho các bác rồi nha. Bước sang tới L5 vẫn là thương hiệu Kawasaki, nhưng mà con này nó sử dụng cái gạch là nhông lớn như các bác. Đó, các bác có thể thấy này, gạch nhông lớn, bánh lớn. Vâng, N5 có giá 1.700.000 đồng, cũng thương hiệu Kawasaki, đi với bộ rạch nhông lớn nha các bác. Đó, bình xăng chảy, con này thì đẹp đấy các bác ạ. Vâng, N5 giá 1.700.000 đồng cho thương hiệu Kawasaki TD33 33cc lòng 37 đây ạ. Toàn bộ khung gạch ngày hôm nay đều là dòng 2 thì xăng phải pha nhớt như các bác, và pha như máy phát cỏ ấy ạ, tỷ lệ 20:1 ạ. Vâng, N5 có giá 1.700.000 đồng. Vâng, các bác thích những con máy lớn xịn sò, nói chung là một con hàng hệ xịn sò hết mức có thể, các bác chọn N6 ngày hôm nay nha. N6 đi với đó là một con đến từ thương hiệu Robin, nó có tên riêng là Robin NB351 35cc lòng 37 ly. Vâng, với những con này này, đó là một trong những con dòng gần như là đắt tiền nhất rồi nha các bác. Vẫn sử dụng bố tum lớn, bố côn 330, tum côn thông dụng. Vâng, đẹp xuất sắc. Có mỗi cái bình xăng lớn là thay mới thôi, còn tất cả đi nguyên bản hết cho các bác. Máng inox và cái khung gạch của nó cũng đẹp nha các bác. Kỳ đẹp luôn à. Vâng, và giá của em này thì sẽ hơi cao hơn một chút nha, 3.200.000 đồng N6. Và các bác thích mua gạch em bán gạch, thích mua đầu em bán đầu nha. Bữa này bán rời hết. Còn cả bộ của nó từ A tới Z đã bao ship cho các bác, giá 3.200.000 đồng nha. Vâng, N6 3.200.000 đồng cho thương hiệu Robin NB351 35cc lòng 37 ly ạ. Những cái thương hiệu này cao thêm một chút tiền nữa thôi ạ, hết nước chấm luôn đấy ạ. Vâng, N6 3.200.000 đồng. Đấy, có thể ráp máy phát cỏ, làm được rất nhiều việc với những cái tum này nha các bác. Vâng, và để mà các bác sử dụng trong mục đích chỉ rạch nước hay là để nguyên cái đầu máy này, các bác mua những thương hiệu Echo này, nói chung là cũng bền, chất lượng, đồ thay tháo cũng dễ. Đó, và cái túi tiền của nó rất hợp lý cho những bác nào mua những thương hiệu Echo như các bác. L7 là một con Echo đời cũng tương đối cao đấy ạ. Echo 330 Made Japan sản xuất, đẹp xuất sắc, rin nguyên bản. Và với thương hiệu này thì nó đang sử dụng chế ga ngang nha, chế ga ngang, chế Guamaro, bình xăng dưới. Với những con bình xăng dưới này thì có sáng ra hoặc lâu ngày sử dụng phải bơm xăng này. Đó, đóng đen lên, giật nổ, nổ rồi thả le xuống nha.
Vâng, với con này thì bố tung của nó vẫn là bố tung rời, nhưng mà nó chỉ echo với ráp được khi các bác muốn mua con này mà muốn ráp phần phát cỏ ấy ạ. Đó thì các bác phải kiếm được cái bộ cần của echo ráp vào nhà. Echo thì nó nhiều kiểu cần lắm, nó không cứ đâu. 311 cần khác, 330 cần khác, 340 cần khác, 209, 253, 251 sử dụng chung. Vâng, và với thương hiệu này sẽ bán giá 2 triệu nha các bác. Vâng, chỉ 2 triệu các bác đã sử dụng một con hàng hệ đến từ thương hiệu Echo Curis 330 33cc lòng 36 ly nha các bác. Nghe tiếng máy em này sướng lắm nha các bác. Lời bày giá 2 triệu nha các bác. Vâng, để tiết kiệm mà một cái túi tiền ở cái phân khúc 1 triệu 3, 1 triệu 4 các bác mua những cái thương hiệu như vậy này. Đó là một trong những con máy lớn vừa phải túi tiền, xài cũng rất ok nha. L8 giới thì cho bác một con đến thương hiệu Echo Curis. Con này cũng ở cái phân khúc là 35cc lòng 37 ly nha các bác. Bình xăng trên. Đó, bình xăng trên sao ạ? Bắt đầu khởi động mở, cái này nó mở nha. Ngang là khóa, mở khóa xăng, đóng le giật nổ rồi thả le xuống là xong. Vâng, tình trạng con này thì cũng mỗi mình xăng lớn là thay mới rồi, còn cũng rin nguyên bản hết cho các bác. Và với những thương hiệu này thì em khẳng định với các bác, không may nó hỏng ở máy móc cái nọ kia ấy ạ, thì cũng chỉ đồ rin của nó thay thế vào thôi, chẳng có hàng Trung Quốc gì mà ráp vào đây đâu ạ. Và Trung Quốc cũng chưa sản xuất những cái máy rạch nước này nha các bác, toàn bộ là quả Nhật bãi hết ạ. Vâng, và với thương hiệu này chỉ có giá 1.300.000 đồng, và 1.300.000 này đã bao ship cho các bác rồi nha. Vâng, L8 1.300.000 đồng cho thương hiệu Echo Curis, phân khúc của nó là 35cc lòng 37 ly nha các bác. Vâng, con số L8 chỉ có giá 1.300.000 đồng ạ. Vâng, em vừa báo giá cho bà con nô máy rạch đường nước, một nô rạch đường nước hàng hệ như các bác, toàn nồi đồng cố đá, toàn độ châu bò hết ạ. Có mỗi cái con đầu tiên là công suất cỡ nhỏ thôi. Vâng, và khi các bác đặt hàng hình thức mua bán thì các bác vui lòng cọc trước 100.000 nha, với ghi địa chỉ số điện thoại người nhận, thế là xong. Đó, còn khi các bác thích chốt đầu công hay là thích chốt rạch công ạ, các bác liên hệ lại nha. Ở bên cửa hàng có đầy đủ rạch nước này rất nhiều để phục vụ các bác, tất gần như là tất cả các hãng máy. Đó, còn khi các bác chốt thêm cần hay là cái gì ạ, khi các bác chốt thì các bác báo lại sau nha các bác. Vậy em xin kết thúc video tại đây. Xin chào toàn thể bà con. Cảm ơn bà con đã theo dõi video ạ.